Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Có một người phú hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo: Tôi nghe nói anh sao đó, anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không thể làm quản lý nữa. Người quản lý nghĩ thầm rằng: Tôi phải làm thế nào đây, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào để khi mất chức quản lý sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ. Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu? Người ấy đáp: 100 thùng dầu. Anh bảo người ấy rằng: Anh hãy ngồi xuống lấy văn tự viết lại 50. Rồi anh lại hỏi người khác rằng: Còn anh mắc nợ bao nhiêu? Người ấy đáp: 100 dạ lúa miến. Anh ta bảo người ấy rằng: Anh cũng hãy lấy văn tự ngồi xuống viết lại 80. Ông chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khéo léo, vì con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng. Phần thầy, thầy bảo các con hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn, ai gian dối trong việc nhỏ thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, ai sẽ giao phó của chân thật cho các con? Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà mến chủ kia, hoặc phục chủ này mà khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu hôm nay kể một cái dụ ngôn về người quản lý bất lương. Trước hết về cái quản lý á, anh chị em biết hiện nay về chúng ta đi làm đó, có gọi là manager đó, tức là một người quản lý một cái công ty hay là quản lý một cái xí nghiệp đó, thì cái người quản lý này sẽ được trả lương. Nhưng mà anh chị em biết là thời Chúa Giêsu quản lý không có như vậy. Quản lý thời Chúa Giêsu là cái ông chủ, ông trao toàn bộ tài sản cho anh, và anh cứ giữ, anh cứ làm sao anh làm, miễn là anh đừng có làm mất tài sản của tôi được thôi. Do vậy đó, cái người quản lý ở cái thời Chúa Giêsu gần tựa giống như là sở hữu vậy, gần tựa như vậy. Mặc dù nó không phải là của mình, nhưng mà không có nhận lương, do đó anh cứ sử dụng. Rồi miễn là lâu lâu ông chủ ông hỏi thì sẽ trả lời cho ông về cái tài sản mà ông giao cho. Chính vì vậy mà anh chị em trong bài tin mừng hôm nay đó, cái ông quản lý này bây giờ người ta mới tố với ông chủ này: này, cái ông này đó có cái gì đó là gian dối. Ông mới gọi cái ông quản lý này: này, thôi từ nay anh không còn làm quản lý của tôi nữa. Và chính vì như vậy đó, anh ta bắt đầu mới tính toán là thế này: à, bây giờ ông chủ tôi cất chức quản lý của tôi, cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi, tôi sẽ làm thế nào. Thế là ông là quản lý mà, do đó ông gọi tất cả các con nợ đến. Ông mới hỏi: ông nợ bao nhiêu? Ông này bảo: tôi nợ 100 thùng dầu. Ông bảo: viết 50 thôi. Ông kia nợ 100 dạ lúa miến. Ông bảo: viết 80 thôi. Ông chủ đâu có biết, bởi vì chỉ có mình ông mới biết là con nợ thôi. Cứ viết, và khi viết như vậy thì là đưa cái tờ giấy cho ông chủ: bây giờ ông không cho tôi làm quản lý nữa, đây tất cả con nợ của ông tôi đưa cho ông. Thế thì cái người mà gọi là con nợ đó lợi, có lợi. Nhưng mà cái ông quản lý lại không có đồng nào. Ông quản lý không có được đồng nào. Mà ông có nghĩa là cái con nợ thì có lợi, mà ông chủ thì mất, còn người quản lý không có được gì hết. Nhưng mà được cái gì? Được cái là cái con nợ nó biết ơn, để khi mà tôi mất chức quản lý, họ sẽ biết ơn tôi, đón tiếp tôi, hay cách này hay cách khác trả lại cho tôi về một cái mối lợi mà tôi làm cho cái con nợ được hưởng cái lợi do sự gọi là gian dối của tôi. Chúa Giêsu muốn dạy cái gì? Chúa Giêsu cho chúng ta hai điều bài học sau đây. Bài học thứ nhất đó,
là khi chúng ta được trao một cái gì đó mà không có một cái gì mà gọi là ràng buộc chúng ta, quy định chúng ta, dường như chúng ta tự do đó. Chúng ta cứ tưởng có mình thôi, chúng ta muốn làm gì thì làm. Và gần như cái lương tâm của chúng ta đó, chúng ta hành động không có ai mà quản lý hết, mà không có ai, dùng từ là không có ai kiểm soát chúng ta, muốn làm gì thì làm. Và đây là cái nguy cơ rất lớn. Anh chị em biết là toàn bộ tất cả những gì mà Chúa ban cho chúng ta, tiền bạc, tài năng, sức khỏe, mọi cái, chúng ta là những người quản lý. Nhưng mà nhiều khi chúng ta nghĩ rằng cái đó là thuộc về tôi, và vì thế không có ai kiểm soát tôi hết, tôi muốn dùng sao thì dùng. Và cái nguy cơ muốn dùng sao thì dùng, nó sẽ đưa đến cái chuyện hành động bởi cái ý muốn của tôi. Và đôi khi cái hành động đó là hành động tà tâm. Tôi xin lỗi, ví dụ một cái này nha, một cái ví dụ rất đơn giản thôi. Hai vợ chồng cùng đi làm, nhưng không có muốn cho chồng biết tôi được bao nhiêu tiền, và vợ không cho muốn cho chồng biết, hoặc chồng không muốn cho vợ biết được bao nhiêu tiền. Nhưng mà đứng về phương diện á, tôi có tài sản là của tôi, nhưng mà tôi không muốn cho người kia biết. Mà nếu có biết thì biết một phần nào đó thôi, để chi? Tôi quyền tự do trong cái việc sử dụng của tôi, và không bị ràng buộc và ai quản lý hết, và cũng không ai kiểm soát tôi hết. Và khi tôi không có ai kiểm soát tôi hết á, tôi muốn hành động sao thì hành động. Thì lúc bấy giờ, đôi khi chúng ta hành động theo một cái quyền tự do, mà cái tự do đó một cách có thể mờ ám. Tôi xin lỗi anh chị em nha, là có những người nói với tôi thế này: cha, con đi làm, tiền là của con, nhưng mà nói cho chồng biết hết tất cả số tiền của con sẽ không có khả năng giúp cho ba má con được. Vì nếu chồng con mà biết mà cái số tiền đó con sử dụng nó thâm thủng đi, chồng con sẽ kiếm chuyện. Hoặc là chồng làm thì cứ phải nói cái này nói cái kia, để cái số tiền tôi làm tôi sẽ làm cái việc khác mà không muốn cho vợ biết. Anh chị em rất thân mến, chúng ta dường như tất cả những gì chúng ta có, chúng ta không muốn cho ai khác muốn biết, ngay cả vợ chồng thân thuộc. Điều chúng ta có, chúng ta không muốn cho họ biết. Để làm gì? Để chúng ta làm cái riêng của chúng ta. Và chính cái riêng đó không ai kiểm soát. Và vì không ai kiểm soát nên có những lúc chúng ta không biết làm gì. Và đây là cái nguy cơ quản lý mà không có kiểm soát, đưa đến một cái hành động, và đôi khi nó trở thành là mờ ám. Đó là điều mà hôm nay Chúa dạy cho chúng ta. Điều thứ hai nữa là cái ông quản lý này, ông dùng tài sản của ông chủ một cách bất chính để ông mua lấy cái tình bạn. Và đôi khi nếu trường hợp như mà ông ta bị mất chức quản lý thì ông ta sẽ mua được cái tình người. Anh chị em, có một cái điều là giữa cái giá trị của cái vật chất và cái tình người, cái huynh đệ, bây giờ chúng ta đôi khi thế này lại ngược lại. Cái ông bất lương này này là ông dám bỏ đi cái giá trị của vật chất để ông mua cái tình bạn. Còn bây giờ chúng ta ngược lại, là chúng ta dám chấp nhận tình vợ chồng, tình cha mẹ, con cái, vạn hữu, miễn là chúng ta giữ được của thôi. Chúng ta lại ngược lại. Và của bây giờ nó trở thành là gì? Là cái chỉ huy. Nó không còn phải là mua tình người nữa, không phải mua tình hữu nghị hay là tình huynh đệ trong gia đình nữa. Cái sự ngược đời là như vậy. Và vì thế biết bao nhiêu sự tan nát trong cuộc sống của chúng ta là bởi vì chúng ta đặt ngược cái giá trị. Đấy chính là một cái điều mà hôm nay cái tên quản lý này nó dạy cho chúng ta một bài học, rằng của cải nó phải phục vụ cho một tương quan con người. Và cái điều thứ ba nữa, cái anh bất lương này, anh ấy biết rằng là quốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi, bây giờ sẽ có người đón tiếp tôi vào chỗ gia đình của họ. Anh chị em, dường như người ta có một cái sự tiên liệu gì đó về cái hành động của mình, cái khả năng của mình. Và khi tiên liệu như vậy đó, người ta biết trong tương lai người ta không có khả năng hành động đó, thì bây giờ người ta phải làm cái khác để bù vào, gọi là khả năng tiên liệu, nhưng mà trong tiên liệu bất chính.
Thế nhiều khi á, khi chúng mình làm việc á, làm cái này làm cái kia tính toán, xin anh chị em chúng ta nhớ một cái điều thế này nè. Ai cho chúng ta làm thì chúng ta cũng nghĩ là khi tôi làm cái đó nó phải có một cái mối lợi, hay là nó có một cái gì đó nó đưa đến cái kết quả tốt thì tôi mới làm. Nhưng mà nhiều khi chúng ta chỉ nhắm cái mối lợi ấy, nhưng mà khi cái mối lợi đó là cái mối lợi chỉ là vật chất mà đo lường được mà nó không được thì chúng ta buông xuôi luôn. Có những cái giá trị là lớn hơn cái mối lợi vật chất, mà khi tiên liệu nó không xảy đến, nhưng mà khi việc nó xảy đến, chúng ta thấy nó như vậy, chúng ta chấp nhận nó, thì cái giá trị ấy nó lớn hơn điều chúng ta muốn. Tôi lấy một cái ví dụ vậy cho dễ hiểu. Thế hai vợ chồng mới cưới với nhau, bà mẹ đến nói chuyện với tôi rằng là: trai cha, nhắm á, con dâu con á, nó lấy cái anh chàng đó, nó về gia đình đó, thế thì về gia đình đó thì cứ nghĩ gia đình đó là gia giáo, thế thì con cũng gia đình cũng gia giáo, thì con gả con gái con cho gia đình đó, để con của con nó về cái gia đình đó nó được nhờ. Dè ơi, đến vào trong cái gia đình đó là con dâu của gia đình đó, nó về nó kể cho mẹ, nó mới nói rằng là không như ba má kể đâu. Ôi giời ơi, con làm con dâu thì bố mẹ chồng quá lẽ mình lắm, quá lẽ mình lắm, có thể nói là gần như đay nghiến con dâu vậy. Thế thì bà đến bà nói với tôi: con không có tiên liệu, bởi vì con tiên liệu là con của con sẽ vào trong một cái gia đình nó đàng hoàng tử tế, nghĩa là con sẽ gửi gắm con nó ở trong cái khung cảnh nó tốt đẹp. Bây giờ cha ơi, nó lại không như vậy. Mà anh chị em, mà tôi nói thật với anh chị em cứ nghĩ phải không nhá, mình lấy vợ lấy chồng, khi lấy vợ lấy chồng thì ai cũng phải nghĩ là chồng với vợ mình ngon lành như gì, phải không? Ai dè đâu về nhà mới có 1-2 năm, ôi anh ơi, hồi đó mà thế thế vậy em biết vậy thì em dè rồi. Ôi em ơi, hồi đó mà anh mà biết em thế này thì, ôi cha ơi, bố anh cũng không dám rước em về nữa em ơi. Quá trời quá đất. Và anh chị em biết rất là nhiều người nói với tôi: con chán lắm đời cha, con chán lắm đời cha. Nghĩa là khi chúng ta cưới hay khi chúng ta sống là chúng ta phải tiên liệu điều tốt chứ. Ai mà nghĩ rằng mình đâm đầu vào cái điều xấu. Cha ơi, bây giờ làm sao? Thế tôi nói với bà, tôi nói về này: bà ơi, bà có nghĩ rằng hồi trước khi bà gả con gái bà tiên liệu đó là chuột xa chính gạo. Bây giờ nó không xa chính gạo thì nó xa trũng ngô. Trước thì bà thích gạo, bây giờ bà có thích ngô không? Chuột thì nó cũng ăn cả ngô nữa. Bà, ngô là như thế nào cha? Ngô là bắp chứ là sao? Trước á thì mình chỉ nhai nhắm là nhắm gạo thôi, bây giờ tập nhai ngô cũng là lương thực vậy. Mình phải có một cái cách đổi nhìn, và cái nhìn đó nếu trường hợp như bây giờ mình nghĩ bây giờ khung cảnh gia đình này như thế này, mình tập là một cơ hội mới để mình khám phá cái mới. Bà có nghĩ cái điều đó không? Bà bảo như thế nào cha? Nghĩa là trước đây mình tiên liệu như vậy, bây giờ mình chọn khung cảnh mới, mình tập sống khung cảnh mới, và như thế mình có cái mới. Còn cái kia vẫn là cái cũ, và mình muốn tập vào cái cũ ấy, mình sẽ luôn luôn chỉ là trong cái khung cũ của mình. Bây giờ tập vào cái mới mà sẽ khám phá cái điều mới. 2 năm sau bà đến xin lễ tạ ơn tôi. Anh chị em biết bà nói sao không? Hôm con đến xin lễ cha cách đây 2 năm, con kể cho cha nghe, cha có nhớ không? Tôi cũng chả nhớ, nhiều người nói con tôi chả nhớ. Bà kể lại tôi nhớ. Cảm ơn cha. Hôm đó con về con nói với con: thôi con ạ, chồng cũng là chồng, gia đình chồng cũng là chồng, con tập sống trong nhà mới. Và con tập sống trong nhà mới, con khám phá một cái mới hơn, cố gắng hơn, hơn là bố mẹ dạy cho con. Con gái con về nó nói con thế này: điều đầu tiên hết, ở nhà ba má không cho, bây giờ về nhà chồng, nhờ đó mà con biết. Anh chị em biết cái gì không? Ở nhà nó có biết nấu ăn đâu, về nhà chồng nó phải cố gắng nấu ăn. Ôi cha ơi, giờ về nó nấu ăn cho ba má, tuyệt vời, tuyệt vời. Trước nó chả biết nấu ăn gì hết cả, hầu cho đến tận mồm nó. Bây giờ nó về nhà chồng nó thấy như vậy,
nó học nghề, biết nghề, bây giờ về nhà gặp ba má, xắn tay áo lên vào trong bếp làm cho ba má. Cái mới mà nếu không về nhà chồng này sẽ không bao giờ có được cái điều đó. Con nó thích lắm. Mà bây giờ cha hay cha, trước đi hầu đến tận mồm nó ăn, bây giờ nó ra tiệm cơm cha, nấu đắt hàng như tôm tươi cha, hỏi nghề ở đâu ra, nhờ má chồng đó. Anh chị em, chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết luôn luôn khám phá ra cái mới trong khung cảnh mới. Và chính cái mới đó nó mới làm cho chúng ta mỗi ngày tìm kiếm cái mới nhiều hơn. Chúng ta không bị dừng chân ở một khung cảnh, ở một chỗ. Nó ràng chân chúng ta lại. Và như thế chúng ta trở thành là những người luôn luôn tiến bước để chúng ta khám phá cuộc sống hôm nay tràn đầy ý nghĩa. Không có khung cảnh nào mà đứng tại chỗ. Hôm nay chúng ta thế này, ngày mai chúng ta thế kia. Chúng ta được Chúa trao cho thời gian, sức khỏe, tài năng. Điều quan trọng là chúng ta làm cho những cái điều đó Chúa ban cho chúng ta sinh hoa kết quả trong mỗi môi trường và thời gian tiến tới, ý nghĩa. Và đó chính là điều Chúa mời gọi hôm nay. Xin Chúa cho chúng ta biết luôn luôn khám phá ra mọi điều Chúa ban để chúng ta trở thành người quản lý trung tín của Thiên Chúa. Xin Chúa thương chúc lành cho chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng đức tin.